Và rồi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Tí Tiền Tỷ. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series sinh tồn thời tiền sử trong phần chơi ARK. Và hôm nay đó các bạn, thì mình đã xây dựng được căn cứ ở tập trước xong rồi nè. Ở tập trước thì những tập trước đó các bạn, thì có một vài bạn cho mình biết một cái thông tin đó, là trong cái mod lần này mình có thể tiến hóa được mấy con khủng long nữa các bạn. Uống một cái loại virus vô có thể tiến hóa được. Thì mình thử tìm virus ở trong này, mình thấy có hai bình các bạn. Một bình này đó là nó ghi ở trong này, mình coi rồi đó, thì mình thấy là nó để dành tiến hóa một vài con Ebit đó các bạn, trở thành cái con kiểu phân tâm nè, phiên bản phân tâm, và chỉ cần bỏ cái bình thuốc là vô trong người của nó và nhấn cần cho ít thôi các bạn là có thể tiến hóa kiểu như vậy đó ha. Còn ở phía bên đây là cái loại hình như để tiến hóa cho con hệ của em hay sao, còn phía này hơi tốn kém hơn một chút, cần có hai trái tim của con Gengar. Còn phía bên đây thì chỉ cần có những trái tim của con phân tâm thôi, 10 trái tim của con phân tâm á. Bữa giờ mình đi săn phân tâm cũng nhiều các bạn, không biết là có đủ không đây. Và mình sẽ học luôn đi nha, học luôn hai cái bình thuốc virus này luôn nè, học luôn hai bình này để tiến hóa con Ebit. Mình hiện tại là bây giờ căn cứ của mình các bạn có rất là nhiều khủng long, nhưng mà chỉ có con Spino là Ebit thôi à, đúng các bạn, chỉ có hai con Spino này là con hỏi Ebit thôi, cho nên là sẽ thử nghiệm với em nó luôn. Virus trong này à, đây đây đây, trong này đó bạn, cho mình bấm một cái đó đủ luôn nè. Và đây rồi, đưa đem ra phía bên ngoài để thử nghiệm xem coi nó có tiến hóa được không nha. Chỉ cần bỏ cho bình thuốc trong người đó, và nó ghi cho bình thuốc là nó kêu mình lấy hết đồ đó các bạn, để không là sẽ bị mất hết đồ luôn á, cho nên lấy ra rồi bấm cần cho ít khi mà cưỡi nó đó. Ủa cần cho ít rồi mà không thấy có công dụng, không thấy có tác dụng gì hết, không thấy có hiệu ứng gì xảy ra với em nó hết các bạn. Không được không? Bên này thì có coi cái gì không? Không có trong này nữa các bạn. Thì bấm trình ít thì không được luôn á. Con này không được rồi. Nó ghi trong bình thuốc là có thể tiến hóa được cho con Ebit, mà nó ghi là một số loại thôi các bạn, chứ không hẳn là con nào cũng tiến hóa được á. Hình như theo như mình thấy ngoài hoang dã đó bạn, không có con Spino nào mà kiểu nó tem mà hỏi Ebit hết à. Chỉ có con như là con Kano nè, đúng rồi. Con Kano là một trong những con mà xuất hiện nhiều nhất luôn bạn. Rồi có cả T-Rex, rồi có cả Griffin nữa. Còn Spino này mình chưa thấy. Chắc nó không có hại Phantom sao. Để mình xem cái này. Cái yên cưỡi bạn, quan trọng là yên cưỡi á. Con Spino cái này. Và Spino trong này. Nó Rim nó có nó không có yên cưỡi đâu, con Phantom các bạn. Trong đó hình như con Red thì nó có nè. Con Red đây đây. Con Red thì nó có hại Phantom các bạn. Vậy chắc mình phải đi tìm con Red để mình tiến quá thử quá. Còn cái này là vật phẩm để triệu hồi là con Red Alpha nè. Hại Alpha. Hại Phantom là cần có con Ebit. À, có yên tuổi test các bạn. Và có con Ebit nè. Ồ, vậy là có thể tìm được con Ebit. Rồi sau đó thì tiến hóa cho em nó. Đây đây đây. Để đi tìm mấy con Ebit Red chắc bây giờ phải lên trên núi á. Tạo chiến lên trên núi đi các bạn. À, okay. Chiến trên núi. Và sẵn này ghé vào phía bên đây xem có không. Phía bên đây cái đảo này cực kỳ nguy hiểm luôn á, đảo phía bên đây hay xuất hiện mấy con nguy hiểm lắm, mà như là không có con Red. Red là thấy thường xuyên xuất hiện trên núi lắm, ai cũng có nè, nhưng mà con Red bình thường á, Red của Vanilla thôi. Và qua phía bên đây thì nhiều thú quá cho nên nó hơi lắc. Ở đây có con Ebit, có con Wyvern đó bạn. Wyvern chắc phải tìm con gì đó level cao cao á. Wyvern biết có tiến hóa lên được không, mấy con Wyvern Ebit. Ủa con sâu nữa nè các bạn. Dead Worm, con này con được ha, nhà mình không biết con được hay con cái. Phía bên này thì có mấy con này dưới hả? Ôi trời trời trời, con quỷ rồng điện đó thì nó level 2000 mấy luôn á, ghê nha. Level cao quá, em nó cũng bị reset. Còn phía bên trên này chắc là chỉ có mấy con hiền hiền thôi. Bảo nó được khủng long ba sừng được hả các bạn. Đi dọc dọc phía nam. Chắc là hôm nay đi khám phá mấy ngọn núi luôn á. Nè có con Whip Queen nữa bạn. Đó, Whip Queen nè. Whip Queen mấy con này là nó tem rồi. Phải tìm mấy con Epic á mới tiến hóa được. Cái này có con Kano không? Kano mà nhìn cái hại của nó lạ quá. Bunner gì nè. Trong cái bình thuốc virus thì để xem là cái bình thuốc virus nè. Bình này đó bạn. Bure hả? Và quen đó bạn, tiến hóa lên thành cái con quen đi sao á. Con này không phải rồi. Thầy đi chọc dọc dọc à, đây cái nè. Mấy con như con Phantom gì đó, đó có Kano nữa. Nó xem thì chắc là kiếm mấy con Kano á thì có thể tiến hóa được. Bữa nay toàn là Kano thôi à. Hôm nay có mấy con robot nữa nè. Mấy con robot này đánh để lấy. Mình sẽ đánh nó luôn.
Ok, đánh để lấy element của nó và sử dụng pháp sư để lấy phần thịt của nó. Ôi con quỷ kia nó lấy thịt của mình mất tiêu đó bạn, nó KS thịt rồi. Rồi công sức mình đánh xong á, nó lấy mất tiêu luôn ạ. À. Bên đây không có, hôm nay không có mấy con cuồn cuộn để mình farm mấy cái bột element nè. Ok anh đây, con cua nè, có thêm cano nè. Ui, cano Ebit các bạn, đây đây đây. Nè, trời ơi, cano Ebit, con này 200 mấy, rồi 600 ngàn silver hả? Ồ, nó hàng 6 cái bộ Ebit các bạn. Và bên đây có con Red nữa hả? Red Phantom, ơi đây đây, Red Phantom này có cả Griffin Phantom nữa nè, một nồi luôn á. Phía ngoài này có thêm cano nữa. Cano này là cano Ebit, à 390 thôi các bạn. Vậy là con này 900 mấy là chắc là hợp lý thôi nè. Chắc là thu phục con này á. Lần hôm qua này mình có thử nghiệm cái viên đạn này rồi. Cho nó một viên cái. Cho nó một viên một phát một hơi xỉu các bạn. Và xuống thử đây. Mấy con Ebit này nó hay ăn được cái á. Cái con kia có tấn công gì? Mình sẽ lùa lùa nó ra phía bên ngoài các bạn. À, đá hết tụi này đi. Rồi xung quanh đây. Ủa cái con gì á? Ồ con Sirino. Con Sirino baby các bạn. Trời ơi nhỏ xíu mà chạy ầm ầm chứ mình cứ tưởng là con quái vật khổng lồ được kế bên mình chứ. Và con này thì bây giờ an toàn rồi đó. Cho nó uống cái kiếp bộ ra đầm này vô thì còn hơi lâu á, được không vậy? Ồ kiếp bộ ra đầm con này không ăn các bạn, không như con Sabino á. Sabino lần trước cho nó hút một phát bộ thôi là xong nè, con này không được rồi, cần có cái Ebit kiếp bộ. Và hôm nay nó lắc lắc làm sao á, hình như căn cứ của mình nó nhiều thú quá rồi, nãy nó cần 4 cái đúng không, bấm 4 cái đủ không? Ồ đủ luôn nè bạn, mình như thiếu một củ cà rốt hay gì á. Mình như chế tạo được có 3 cái thôi à. Bấm đi một cái nữa. Ôi thiếu đúng một củ khoai tây này các bạn. Trời ơi thôi thì lấy cái lưỡi liềm đi bắt đầu đi farm thôi các bạn. Lấy cái cây này thì có thể đó. Sẵn có chuyến đi farm thì mình sẽ farm nhiều nhiều luôn đi á. Để dành sử dụng từ từ luôn. Farm chắc farm cho thương cái liềm này luôn rồi vậy. Sẵn làm sẵn chớn làm hẳn luôn. Hình như cái con nha. Cái con Kerry nó không farm được nông sản đặc biệt thì phải. Nó chỉ farm được những cái loại berry của vanilla thôi các bạn. Nhớ là như vậy á. Cho nên bắt buộc phải sử dụng bằng tay nha. Tôi nghe tiếng gì ầm ầm nha. Ha. Nghe tiếng gì ầm ầm cái bên các bạn. Đâu đâu đâu. Gì bên đây à. Cái con Titan các bạn, Titan này đánh với con hệ điện hay gì á. Thấy điện nạt tùm lum hết à. Rồi sau khi mà mình farm xong các bạn, farm gãy cái lưỡi liềm của mình luôn á thì chắc chắn là được rất là nhiều nông sản rồi. Đây chủ yếu là bắp, khoai tây, cà rốt, đồ chanh, đồ thôi. Còn mấy cái linh tinh thì từ từ sắp xếp lại sao đi. Chạy nó. Bây giờ thì chơi cái clip bờ trước á. Bấm thêm một cái thôi các bạn. Thiếu đúng có một củ khoai tây thôi đó. Mà chạy đi farm thêm một đống luôn. Bây giờ thì qua trở lại chỗ cũ. Mình thì nãy giờ không có dịch chuyển đó bạn, chắc là cái điểm dịch chuyển qua trở lại chỗ cũ nó vẫn còn. Đấm cho lại cái không? Đó phải vậy chứ. Bây giờ thì cho kiếp bộ trong này các bạn, lấy cái này đi. Đó bắt đầu ăn liền. Vậy là có những con nó ăn được cái garden kiếp bộ, có những con thì lại không chịu ăn nha. Như con Sabino thì ăn, còn con này thì không ăn nè. Và bây giờ thì ồn ào quá vậy. Con này bây giờ muốn cưỡi được nó thì cần phải có yên cưỡi. Thôi thì cho em nó về với căn cứ luôn các bạn. Khu vực này nghe có vẻ thị phi quá. Rồi ok. Lớp thì rùa, lớp thì Sabino. Và không quên kéo con ngựa của mình về luôn các bạn. Để em nó bên đó nguy hiểm em nó lắm. À, chế tạo một cái trước. Rồi sẵn chế tạo luôn cái kế bên luôn các bạn. Cái này cái Phantom luôn nè. Kiểu gì nó cũng sẽ yêu cầu thôi à. Chắc là giống Baradot á. Baradot cũng tiến quá theo kiểu đổi yên cưỡi. Và đây thì lát yên cưỡi em bích vô. Rồi lên cưỡi thử. Con này mình thử kỹ năng thử các bạn. Thường mấy con Ebit này nó không có kỹ năng. Is control. Ở đây có kỹ năng gì á? Ngoạm á. À, kỹ năng C đó là ngoạm ngoạm nhưng mà nhìn giống như đam vật lý quá. Chụp phải thì hất 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 nè. Hất hất lại làm gãy xương nè. Rồi WRO thì không có rồi. Vậy là có kỹ năng ngoạm 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 gì của nó nè. Còn này đánh thường. Ngoạm với lại đánh thường thì giống y nhau à. Cũng không khác gì, không có hiệu ứng hết à. Và bây giờ thì bỏ bình thuốc vô trên người của nó. Rồi nó ghi là bấm control ít. Ủa sao nó tạo ra một đống bình nữa các bạn? What? Cái gì á? Nếu mà mình lấy ra thì sao? Ồ, mình có thể lấy ra được đây các bạn.
Wow, thì ra cái này là lỗi game à, nó tạo ra một đống bình thuốc cho mình luôn các bạn. Người xanh không chịu tiến quang nè, mình bấm nó tạo ra một đống nữa nè các bạn. Ui, wow, đây rồi, tiến hóa được rồi các bạn. Ui, vậy là mình chỉ cần chế một bình thôi, sau đó là bấm nó ra một nồi luôn hả? Và đây là cái con Phantom các bạn. Sau khi con tiến hóa thành con Phantom thì phải cần có yên chửi. Đây đây đây, có sẵn yên chửi luôn đó, ngon lành liền. Chịu phải cũng là hớt hớt nè, trắng thường nè, còn chịu ít xê trần tròn. Đây 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 đây, chi xê bạn, chi xê à, chi xê thì nhìn rất là quen luôn á. Ở tập đầu tiên mình phát hiện ra một cái con Phantom Cano bạn, thấy nó đánh có hiệu ứng lửa với lại điện tùm lum tùm la nè. Chịu cổ đại đi, để đi vòng vòng thử sức mạnh của nó các bạn, với mấy con ở phía bên đó thử coi. Đây con quỷ này hả, hớt cho một cái nè. Ôi được 60, ồ xa lắm các bạn, 60.000 đam mà nó bắn xa lắm. Đây mấy con gần gần thì chết hết, nãy bắn thuốc phía bên đây luôn á kìa. À, cái phi điện của nó bay xa lắm, xa quá thì không tới ha, nhưng mà cỡ cỡ này nè là dính nè, đó dính combo te liền. Đam của nó thì thuộc dạng là cũng trung bình chứ không không cao đâu, được cái là hất liên tục để dồn đam chắc là nhanh đó, liên tục hết rồi lắc dữ lắm luôn á. Và trên này có con nữa nè, con này là con Epic luôn các bạn, tấn công con Epic bên đây luôn. Trời ơi Epic ra đi luôn á, đánh mịt mù khói lửa hết luôn và lên 50 mấy level nè. Ấy da, quỷ ăn cắp đồ, chạy đâu mà quỷ, nhào vô đây liều thiệt chứ, liều nè, nhào vô đây là đi hết, đốt cháy tụi nó hết liền. Ấy da, có một con Phantom ở phía bên trên bạn, đây đây, để mình cho con này lên thêm chút máu đi, khả năng hồi phục của nó thì không nhanh nhưng mà lên phần đam một phát cho em nó lên đam trước rồi mình thử đây. Các bạn comment kêu mình là để bình máu dưới này nè, rồi bấm một cái thì con để của mình cũng sẽ được hồi phục theo luôn, mình cũng được hồi phục luôn bạn, tiện ghế ăn. Vậy cứ để bình máu dưới để dành sử dụng thôi, lâu lâu bấm lộn cái là coi như mất mấy bình máu luôn, lâu ăn các bạn. Cũng hơi nguy hiểm ăn. Và đây thì cũng 150.000 bạn đó. Và trời ơi tiến quá lên, hệ này là mạnh lên liền. Có con alo kìa, alo Ebit các bạn, alo trong này thì alo thì nó lại không có các bạn, nó chỉ có hệ Ebit là hết rồi ăn, nó không có tiến quá lên hệ Phantom được, không có yên cưỡi vậy chắc không được rồi. Đây để mình qua phía đây mình xử nó luôn các bạn, rồi có 200 mấy hết bạn, dứt cho một cái nè, tưng bánh thằng lên ngô cũng chịu không nổi ra đi luôn, lấy luôn phần thịt của nó một cái, được thêm da em bít nữa. Và đi dọc dọc trên núi này chắc là sẽ có tìm được con phi rết á, con này lên được thêm 6 điểm sức mạnh nữa đi. Con này nhìn nó kiểu hắc ám quá anh nè, có hiệu ứng đỏ 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 bạn, rồi cái gì đó cục cục gì đó, mấy cái hiệu ứng gì đó giống như kiểu như cho đó bạn, cho mình úp giấy á, nó bay ngược lên phía bên trên. Cái gọi là con cano hắc ám là hợp lý nè, Phantom là ma mà nó nhìn đen đen đỏ đỏ, mình sẽ gọi nó là cano hắc ám. Này con này thì 200 mấy ha, hình như là đam nó kéo theo 1 giây hay sao đó bạn, mình bấm nó một phát 100 mấy à, máu nó 200 mấy, nó chết luôn ngay lập tức rồi. Rồi nha, đây mới có mấy con Trino, Trino của Vodilla, cá sấu em bích nè. Ui cá sấu em bích, sai 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 sai, mình chưa có thấy con cá sấu nào mà phải Phantom hết á. Xem ơi có yên cưỡi không, Draco thì có núi lửa có Ebit nhưng mà không có Phantom. Ừ, đúng rồi, không thấy có Phantom và hoang dã thì cũng không có thể tiến hóa được luôn rồi. Con này cũng 280 nha, tiễn em nó lên đường luôn các bạn, lấy luôn phần thịt. Bên đây có con Cano nữa nè, Cano này cũng vanilla thôi, hất một cái nè, qua phía đây hết đường đi rồi, phải bắt buộc phải lên trên núi. Thôi con này mình sẽ cho nó dễ bạn, để mình lấy con ngựa để mình đi tìm con T-Rex luôn mới được, tiến hóa luôn cả con T-Rex nữa. Giờ với lại căn cứ đây, kéo con ngựa qua. Nói chung là con này sức mạnh thuộc dạng trung bình các bạn, cũng được á. Con T-Rex chắc phải mạnh hơn rồi, thử tìm T-Rex hay là con Griffin cũng được. Mình thấy có con Griffin và hoang dã chắc chắn là nếu mà tìm được con Griffin Epic là mình có thể tiến hóa được luôn á. Griffin thì cũng thường xuyên xuất hiện trên núi nhiều lắm. Bên đây bắt Masaurus là T-Rex trên đây nè. Con này là X-Rex, Griffin, Angren, còn Doi nè. Trên này Doi với Ankylo chắc nhiều rồi, trên núi mà.
Yip Ekilo. Trên này đại 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 đại, trên này có con gì đây? Gigan nè. À, Gigan này nhà mình có rồi. Gigan Galaxy nè. Trên núi này Gigan không à. Gigan toàn là Gigan. Chứ bên đây thì cũng Gigan T-Rex. Zombie T-Rex nè. Zombie T-Rex nhà mình cũng có rồi luôn. Con Gigan thì màu hồng nhìn đẹp. Con Gigan màu hồng và giới tính của nó là con trái luôn các bạn, hợp lý dữ ha. Thôi nó mà con đực thì hơi bị chuẩn men luôn các bạn. Nên là nó một con cái đó. Qua phía này có vẻ là khu vực đầm lầy rồi. Thôi mình sẽ đi hướng phía này đã. Phía đây còn thêm một cái núi nữa các bạn. Đây này có Ripwin nè. Đây đây đây, đây Ripwin nè. Trời ơi Ripwin nhưng mà của Vanilla rồi. Không phải là Epic á. Epic chắc là nhìn thấy nó có hiệu ứng nha. Kiểu nó phát sáng lên đó. Có đom đóm á. Đây Sabino chỗ này hồ nước. Hồ nước nó nhìn cũng đẹp mộng mơ ghê chứ. T-Rex thì chắc là zombie rồi. Qua phía này lắp à, có con cuộn cuộn các bạn, đây 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 có con cuộn cuộn, mình cũng đang cần có nó để farm hí lên một phát để farm lấy cái bột element thì sao không trúng gì hết vậy đó. Ok 600 mấy bột element, hai con là được 1.000 mấy liền á, mình cần hình như mười mấy ngàn các bạn mới có thể tạo ra được một con cuộn cuộn. Cái này có Ripwin nè, hình như cũng của Vanilla rồi. Không thấy có đom đóm lên trên núi cao thì Allosaurus. À, của Vanilla thôi. Gigan trên này thì cực kỳ nhiều luôn á. Allosaurus phía bên đây nữa nè. À, con Infer. Infer đó chắc sẽ phải đánh tăng turbo á. Nhưng mà đi bộ thôi. Bây giờ thì có đạn các bạn. Cần có con bờ te ha. Đánh tăng turbo sẽ ngon hơn. Qua phía này cũng có Creeper. Ui có con rồng các bạn. Wow. Con gì đây? Con rồng hệ núi lửa đó hả? Trời ơi con này tới tận 7 cái Creeper núi lửa luôn các bạn. Rồng lửa hệ núi lửa. Giống giống mấy con Sabino lần trước mình bắt, tốn mấy cái keep bờ ghê luôn á. Phía bên này có con T-Rex, qua bên đây lắc dữ nha. Ai, Ebit T-Rex này các bạn, đây đây đây. Ebit T-Rex và con này thì level 1.008 nè. Được á chứ. Bên đây có con gì đây, mắt ma nhìn đẹp quá. Mắt ma sao rết mà nó không màu đỏ mà nó màu xanh, nhìn giống như con mắt ma hệ nước nữa. Ở đây thì khu vực này chỉ có mấy con Raptor. Ồ, nó cắn vào mấy con Raptor luôn kìa. Để cho nó clear khu vực này nó an toàn cái đã các bạn. Đi hết mấy con Raptor đi. Rồi mình bắn nó xỉu. Chứ bây giờ bắn nó xỉu nó tuột level á. Con này thì chỉ số của nó chỉ có 149 với 100 mấy thôi nha. Cho nên sau khi yêu phục xong chắc nó không bị âm điểm đâu. Cho nên cho nó hiệu ứng hoàn hảo 100% luôn. Khu vực đây thì chỉ cần clear mấy con này thôi là sống nè. Rồi bắn thôi các bạn. Ok đã xỉu. Con này thì phải thử nghiệm luôn. Mình sẽ tắt cái cho nó vô luôn. Con này ăn 4 trái luôn hả? Ồ cũng 4 trái giống giống con kia. Cho nó ăn thử cái này có được không? Con này thì lại được các bạn. Trời ơi. Trong khi con kia không được á. Rồi. Con thì có màu xanh xanh, màu đen đen. Rồi cho nó về căn cứ luôn các bạn, nhanh nhanh giống 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 hồi nãy luôn. Đi bằng con này vô trong đi ké luôn. Giống như nãy ơi, nãy tiến quá rồi cho nên có kinh nghiệm á. Và mình có cái bình mà cần phải chế tạo cái yên cửa trước. Ebit. Con Red. Red Ebit mình học hai cái luôn. Học Phantom nè. Rồi học luôn cả Ebit. Còn cái này thì cần Element nè. Intep luôn nữa. Thôi Intep thì bây giờ không cần đâu. Cần có yên bình thường. Chủ yếu là để mình cưỡi được thôi các bạn. Rồi cho nó tiến quá cho nó là xong mà. Rồi lên hệ Phantom. Con này thì Ebit. Ủa Ebit Red mình có sẵn nè. Chế tạo nào ha. Hay là do mình đánh mấy con khủng long nó cho mình. Không nhớ nữa. Và Ebit. Còn có cái phôi. Cái phôi Ebit ở phía bên đây. Bấm một lần 50 cái luôn để dành sử dụng. Hôm qua mới chế các bạn. Mới chế lại cái súng 50 cái á. Hôm nay hết mất tiêu luôn rồi. Mình đã có Ebit rồi còn thiếu Phantom nữa thôi. Đó 55 chục. Giảm xuống 45. Giảm xuống từ từ. Rồi tình hình là mình mới vừa thoát ra vô lại các bạn. Để cho game nó load lại á. Thì bây giờ thì cảm giác nó mượt mà hơn rồi đó. Hồi nãy tự nhiên nó lắc lắc sao ha. Mới hết ra vô lại cho nên cái con quỷ này của mình nó chưa có load rồi các bạn. Coi nhìn nó kìa. Giống như cái cục gì á. Giống như cái cục xương xa câu câu hay cục gì á các bạn. Nhìn nó kìa. Ủa nó không chịu load ra luôn á chứ. Kìa. Rồi đây mình đi lại gần nó hả đây. Còn mấy tàu thì yên cửi mình chế tạo xong chưa không biết nữa. Mình có được cái yên Ebit đó không. Mới vừa hết ra vô lại. Quên mất tiêu mất trí nhớ luôn các bạn. Con Red một cái. Mất ký ức luôn à. Chưa chế tạo xong đó không. Ok chế tạo luôn một phát cho xong mới đã. Rồi cái con quỷ kia mỗi lần mình vô là nó hay chưa có lót ra nó như vậy á. Vào đây rồi
Đó, em nó đã lót đó bạn. Nhìn ngon lành liền á. Bây giờ phải sắp sửa trời tối hả? Tiếng quá luôn cái đã. Xem ở con này có bị lỗi giống con hồi nãy nữa không? Con nãy tự nhiên bị lỗi bạn. Nó tạo ra cho mình một đống bình thuốc luôn á. Vậy là chỉ cần chế tạo một bình thôi, nó sẽ tạo ra cho mình một đống luôn. Và lần này thì mình sẽ bỏ một bình vô thôi các bạn. Rồi bấm nha. Khoan, thử kỹ năng trước cái đã. Cái này là cắn thường nè. Chuột phải là cũng ngoạm ngoạm luôn hả? Còn chiêu chiêu này là gầm lên nè. Chiêu có chiêu C, X, Control, V, R, O thì không có luôn. Và bây giờ thì buổi tối hả? Đúng thời điểm để mình có thể bấm Control X một phát. Control X một phát nè. Con này nó không có bị lỗi như con Kano các bạn. Nó không có tạo ra những cái bình tiến hóa nữa. Mà hình như phải chờ đợi một chút ha, sau khi bấm cho nó gầm lên một cái thì phải chờ đợi. Và vẫn chưa được nữa. Có bình trong này nè, có điểm trong này nè, nhưng mà vẫn chưa tiến quá. Làm thêm một cái nữa. Đây 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 các bạn, nó hơi lâu chút ha, phải chờ đợi từ từ thôi. Và bây giờ thì chỉ cần lắp cái yên cửi vô đó, nó cao chưa, ngon lành luôn các bạn. Con này thì bao nhiêu máu nha, sau khi tiến quá xong em nó thì sau khi tiến quá xong thì chỉ số nó cũng bị reset lại các bạn, do là level cao quá ha. Bây giờ là level lên 2000 mấy luôn rồi, hàng gì nó bị nét xuống là phải. Máu 5 triệu máu à. Con này máu nhiều hơn hẳn các bạn, con T-Rex nè. Con này đã được mình nâng 4 chỉ số máu rồi đó, mà có 500.000 máu thôi. Con này tới tận 5 triệu, gần 6 triệu máu lận. Con này chắc chắn là mạnh lắm đây. Thử kỹ năng của nó mới được. Đứng ra ngoài biển để thử à. Chuột phải một cái nè. Đó, 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 đó. Cái gì vậy? Bắn tia lửa hả? Tia lửa nó bay xu hướng là xuống phía bên dưới. Nếu như mình ngước mặt lên trên vậy thì bắn một cái thì nó có bay lên trên không? Nó bay hơi cao hơn một chút ha, nhưng mà tốc độ bay của tia lửa chậm lắm. Con này nó tạo ra một cái hiệu ứng màu tím với lại lửa, con kia thì nó lại lửa với điện nha. Con này tím với lửa nhìn hắc ám lắm nè. Mấy con này thì đứng gần đó thì có hiệu ứng màu đỏ đỏ. Bây giờ thì mình tìm chỗ đó ngon ngon, mình cho nó nhảy xuống biển luôn ha, chơi luôn, bay xuống biển luôn các bạn. Ơi bao chúa T-Rex bay đây rồi. Rồi xuống biển chơi đó được. Ủa, còn con này xuống nước cũng đi nhanh đó bạn. Trời ơi. Thử chuột phải bạn, chiêu kỹ năng đặc biệt của nó nè. Đó, đó, đó. Wow, 100 mấy hả? 100 mấy này không biết là đam tính theo một đam hay là tính theo kiểu đam một giây á các bạn. Thử với con bờ te. Con này chậm quá vậy. Cho nó thêm chút tốc độ. Con này lên tốc độ nhanh đó bạn. Lên tốc độ nhanh, bây giờ chắc chạy dữ lắm nè. Nếu không như con kia, con này lên nhanh lắm. Đây rồi. Những con gì nó máu nhiều nhiều mình thử. Hôm nay có con Phantom nào gần gần đây không? Ôi có con cóc, con cóc. Đây 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 đây. Con cóc này thì ôi level 1000 mấy là nha. Thôi 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 thôi. Con cóc này phải đem mấy con Gigant của mình qua chơi thì ổn hơn. Đây 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 có nè bạn. Đó. Con này được nè. Vô một phát. Ôi chết luôn hả? Trời ơi con Phantom đây chết luôn bạn. Một phát một chết luôn à. Giờ đam nó kéo thêm 1 giây rồi. Và có thêm một con nữa nè. Omen nè các bạn. Trời ơi, Omen xuất hiện nữa nè. Con Raptor, à con T-Rex có lông nè. Mới bắt được ở tập trước luôn. Cắn với nó một cái. Rồi, sử dụng kỹ năng đặc biệt. Trời ơi, 200 ngàn. Đúng là các bạn, nó kéo heo thêm 1 giây luôn á. Nó dính người nùi 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 số lại cho nên không có nhìn thấy được bao nhiêu số ha. Vậy là cái hiệu ứng lửa của nó đó sẽ dồn 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 lên. Bây giờ thì nâng sức mạnh cho em đó các bạn. Lên nhiều 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 thêm một chút nữa. Máu thì sao? Máu cũng lên nhanh lắm luôn á. Cũng thuộc dạng hư dữ mà nếu mà đem so sánh với những siêu boss ấy, thì em này không mạnh bằng đâu, nhưng mà cũng rất là mạnh với cái khả năng dồn đam của nó. Đem so sánh với con Gigant vàng ấy, thì không bằng rồi. Wow, nhìn đẹp quá anh, nguyên một cái vòng lửa luôn á. Đây để mình ra bắn ở đây coi chúng mấy con kia không nha. Đó bay ngang đầu á luôn nè. Đó kìa 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 kìa. Bay ngang qua giống như một cái máy quét các bạn, quét hết cái khu vực này luôn. Được ghê chứ. Mà tìm sang ở con Phantom đâu để mình đánh thêm đó. Bên kia có con T-Rex gì nhìn giống con em bích quá vậy. Alo, Red bình thường ha. Ủa con Griffin kìa các bạn. Griffin mình chưa có tìm được cái con hệ em bích á. Thôi thì vô trong này,
chơi một phát. Ok, tự em nó lên đường hết luôn. Mấy con zombie bây giờ đánh cũng được. Ủa, có con raptor các bạn. À, vậy là raptor, đúng rồi, raptor cũng có hại phantom nè. Vậy là phải tìm con raptor epic á là có thể tiến qua lên được. Đó là kìa con cano đó, cano nè, một phát một 800.000 đam luôn rồi hả? Còn đánh trúng con gì mà 800.000 đam các bạn? Nếu mà mình nâng lên thêm có khi lên cả triệu đam luôn á chứ. Thử thử tiếp, thử tiếp các bạn. Chà, quái vật đây rồi. Sức mạnh cũng không hề thua kém mấy con siêu boss đâu nếu mà mình nâng cho nó nhiều điểm đó. Con này mình nâng mất chỉ số sức mạnh chắc là cũng ngang ngửa với mấy con siêu boss luôn á chứ không phải dạng vừa đâu. Dưới này không có đây. À, con kia bao nhiêu máu nè? 3 triệu máu đó. Ừ, con gà lôi. Con gà lôi đó có khả năng rớt cho mình cái Garden Keeper á, cho nên thấy nó qua với nó farm luôn. Tụi leo núi nè. Ồ, chỗ này đứng quá. Ồ, leo ảo núi kìa. Leo lên tới trên này luôn. Rồi rồi, sử dụng kỹ năng chuột phải một phát là chết con này không nha. Đó. Ồ, một phát 3 triệu máu chết luôn các bạn. Rồi thiệt chứ. Rồi con zombie này sao nó cứ chỉ cái đầu lên trên này cắn nó không được ha. Sử dụng chuột phải luôn. Trời ơi luôn chứ hả? Nổ một phát nó bay. Mình thấy có con cano phía bên kia và nhận được thêm mấy cái Garden Keeper lên 10 cái luôn rồi. Trời mới có 70 mấy chỉ số đam thôi đó các bạn. Mà nó như vậy rồi đó. Con này cộng lên 250 mấy rồi chắc là khủng khiếp. Được ghê. Bây giờ thì đi qua bên cái đảo, cái đảo farm mấy con cuộn cuộn xem là có mấy con cuộn cuộn mới không nữa nha. Thằng Titan á. Titan này có 100 mấy thôi à. 100 mấy chục nghìn máu à. Ờ, cắn thường các bạn. Cắn thường gần 1 triệu đam rồi. Còn cái chiêu chuột phải bây giờ thì do con này 3 triệu máu hả? Ai con Titan đây nè. 3 triệu máu thì một phát một là đi mà. Đó kìa, ui 2 triệu đam luôn các bạn. Ồ, ghê ghê nhá. 2 triệu đam một phía. Bên đây có con gì á? Rồi đã chết rồi hả? Cá sấu hay gì á? À, cano, cano. Cano hại giật điện. Để phóng điện giống giống con T-Rex á mà. Đây có mấy con Raptor nè. Raptor nhưng mà Raptor bình thường. Raptor bình thường chứ không phải Raptor Epic. Epic là mình làm luôn một con các bạn. Bây giờ mình có nhiều cái bình hút tiếng quá lắm. Ảo ma nãy tiếng quá cho mấy con kia nó cho mình một đống luôn. Ở đây bụp bụp quá. Ơ cái kia kìa. Ồ mới thấy có con gì xuất hiện đó các bạn. Hình như cũng là con Phantom luôn á. Nhưng mà đang đánh cái em nó chết luôn. Vừa spawn ra vừa chết. Đúng lúc ghê á. Con này thì 40 điểm rồi hả? Trời trời nó lên cấp nhanh dữ vậy nè. Bên này là bình thuốc độc. Còn bình này là bình thuốc hình như là giải nè. Còn bình này bình hồi máu. Ây da da. Con này nhìn giống con Epic quá. Nhưng mà thật ra nó là con của Vanilla thôi. Cắn luôn. Đó bây giờ cắn thường một phát 1 triệu mốt rồi. Cộng thêm cho nó nữa. Lên được 151 điểm. Rồi cắn thường một cái nha. Đó 1 triệu 2 luôn rồi. Rồi con này có thể nhảy được luôn nữa các bạn. Nhảy một phát qua tới phía bên đảo phía bên đây. Bên đây toàn là Titan rồi thôi. Bọ ngựa phía bên đây cũng có nè. Nhưng mà bọ ngựa của Vanilla thôi. Có con này nữa. Tam luôn một phát. Dầm lên. Đó 2 triệu đam mà nó kéo. Bắn cũng xa nữa. Hình như đam AOE nữa các bạn. Nguyên khu vực. Ui con rồng. Wow rồng Phantom xuất hiện luôn nè. Mình mới đánh xong con cano Phantom thì con rồng xuất hiện. Con rồng cho mình một cái móng vuốt của nó. Lấy luôn phần thịt thì được da. Móng vuốt của nó. À, móng vuốt ở trong này. Giống giống như của Vanilla ha. Và tiếp tục có thêm điểm nữa các bạn. Lên điểm liên tục luôn á. Mà 170 mấy điểm rồi. Cắn thường bây giờ là gần 2 triệu đam đó bạn. 1 triệu 7 rồi. Còn chuột phải thì chiêu này được 1 triệu mấy. Có khi đánh mấy con bự bự. Mấy con máu nhiều quá thì. Lên ớ có Gigan. Gigan mới spawn ra luôn. Đây thì bao nhiêu đam nhá. Đó 2 triệu 3 các bạn. Do con cá sấu. Và phía bên đây thì đại rồi. Bắn tên lửa hả thằng quỷ. Ây da nó dồn đam mình kìa. Và nó thì cũng bị mình dồn lại một phát là đi. Bên đây có con Gigan nè. 9 triệu máu. Ui Gigan Epic. Oh my god. Oh no. Con Gigan Epic. Nhưng mà level 200 mấy nha. Trời mình nhìn mình tưởng đâu là con Gigan. Con Gigan hãy hãy Galaxy hay hãy gì đó bạn. Mà nhà mình có rồi đó. Trời ơi. Con Gigan một phát. Đúng là bạn Galaxy á. Trời ơi Gigan này để fan Epic có tiếng quá được. Gigan hình như mình thấy có.
À có Phantom trong này nè các bạn. Trời ơi, nãy giữ rồi nó mình bắt nó nhiều khi mình có thể tiến quá được luôn á. Mình thấy nó tới tầng 9 triệu máu các bạn, mà nó dính mình một chiêu một thôi là em mất đi rồi. Ôi ơi tiếc ghê nha. Rồi bây giờ là thấy đúng một con này luôn. Nãy là trên núi thấy toàn là mấy con Galaxy thôi các bạn. Em mất tới hiếm mà lỡ tay đánh chết rồi. Rồi lần sau tìm con level kiểu như là 900 mấy trở lên đó bạn. Mình bắt là tiến quá luôn á. Mà tiến quá thì chắc là cũng không cần level cao đâu. Tại level cao bạn mình tiến quá xong nè, nhìn nó nè. Nó bị kiểu như bị âm chỉ số các bạn. Bây giờ còn có 91 chỉ số sức mạnh thôi à. Giờ chỉ cần tìm cái con level tầm 200 mấy, 300, 400 rồi bạn 500 rồi đó thì bắt sẽ hợp lý. Tiến quá từ từ em nó mạnh lên là vừa. Còn bắt mấy con level cao quá thì tiến quá lên nó cũng sẽ bị nét xuống thôi à. Ồ đây nè. Mấy con Trino này thì không được rồi. Không có tiến quá được. Thịt nó luôn. Thịt nó luôn. Con này của mình bây giờ là qua đầm lầy chắc không có con nào đối thủ của nó nữa. Chỉ sợ mấy con Gigant siêu boss nữa. Ôi kìa hôm nay lại có ngay một con nữa các bạn. Trời con Rim đó nè. Y chang cái con ở nhà của mình luôn á. Nó khác một chút và nó có hiệu ứng cái bờm của nó màu trắng á. Bờm ở nhà mình hình như khác màu một chút. Mình lên trên núi này rồi. Ở đây đã được mình clear xong. Lên trên núi nha. Để đó mình lượn vòng vòng ở phía bên dưới chân núi các bạn xem mấy con Zipwing nào không nha. Zipwing hay Rim á. Mình thu phục em nó luôn. Bên đây có con gì nữa nè. À Kano à. Và con kia nó dí theo nó tấn công hoài vậy. Ok. Liều thiệt chứ. Mới khen nó đẹp các bạn. Nó dí theo nó cắn mình tới luôn kìa. Mày á quỷ. Cắn hoài. Dưới khu vực đầm lầy. Con này thì leo núi hơi bị kém á. Cho con này leo núi thử nha. Không nó leo núi ảo lắm bạn. Nãy mình thấy nó leo núi. Trời 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 con nè. Con nè. Nó không leo núi kém đâu. Nó leo ảo ma lắm. Ok. Lên tới trên này luôn các bạn. Tao lên trên đỉnh núi thử nha. Trời 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 con này là gọi là bảo chúa leo núi rồi. Siêu leo núi luôn á. Coi nè. Lên trên đỉnh núi luôn. Ôi ơi đứng trên đỉnh luôn nè. Mình tưởng là con giống cái con này nữa bạn. Con Galaxy á. Ai ngờ nó là con Ebis. Quất một phát bỏ đi không kịp. Lỡ kích chuột phải các bạn. Lỡ kích chuột phải cái nè. Bỏ đi cái em nó cũng tự chết. Và đứng trên núi bắn xuống nhìn đẹp à. Nó tạo ra hình như chữ U á. Chữ V chứ. Cái này giống giống như chữ V ha. Phải phun lửa mà tạo ra hình nữa. Đây thì thử em nó luôn. Nè con hệ Galaxy thì nó không có mạnh đâu. Máu của nó còn triệu mấy thôi. Con kia nãy mình thấy 9 triệu mấy máu. Thôi tí cho em nó nha. Thôi cứ đi li vòng vòng đây chắc là nó cũng sẽ spawn ra đó mà. Đây dưới này có thêm một con nữa nè. Nhưng mà cũng là Galaxy thôi. Có cả Ripwin đó. Ripwin bình thường. Vậy là khu vực này có thể spawn ra mấy con Gigant với lại mấy con Ripwin. Cứ đi vòng vòng đây tìm mấy con Aegis là ngon. Bên đây có một nồi thú Allosaurus nữa. Nhào vô luôn. Con Titan này nó phải sử dụng cái chiêu thôi. Máu 3 triệu rưỡi. Nhìn em nó chết sao như cục bột và nó bay lên trên. Dưới này lại tiếp tục có thêm một con Ripwin nữa. Ripwin này là Ripwin em Phantom luôn nè. Đánh lấy thêm mấy trái tim nữa. Ok. Thêm một đống tim. Mà đây là T-Rex nữa nè các bạn. Ơi xuất hiện con T-Rex hả? Đỡ con T-Rex luôn. Tính ra con T-Rex Phantom này máu cũng không nhiều bằng cái con Gigant Aegis ha. Gigant Aegis tới tận 9 triệu máu. Vẫn là thứ dữ. Con nó mà từ cái em Aegis mà tiến quá lên thành con Phantom nữa. Máu của nó chắc là còn nhiều hơn nữa đó bạn. Nó còn khủng khiếp hơn nữa. Đi nãy giờ mà không có con nào hết các bạn. Hồi nãy đúng có một con luôn á. May mắn tự nhiên đánh lỡ nó chết rồi. Uổng quá bây giờ không thấy em nó nữa. Còn lấy con gì được không à? Winner thì có nhiều á. Mà con Gigant không có. Thôi mình quay trở lại căn cứ của mình các bạn. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ để. Hôm nay chắc mình sẽ tiếp tục nâng cấp cái sàn của mình lên á. Như dự định ở tập trước á. Thì mình làm thêm những cái tấm sàn nữa các bạn. Ở xung quanh căn cứ của mình nè. Cho nó rộng ra. Để cho nó có thể liên kết được qua phía bên kia thì chắc là phải bắt đầu từ ngay chỗ này nè. Đó. Đưa ra phía bên ngoài. Rồi mấy cái lan can này chắc phải đập bớt đi. Đập bớt để mình có đường đi qua phía bên kia. Đó. Từ phía bên đây thì lắp vô chỗ này. Rồi lắp thêm bên đó. Và sẽ liên kết thành một cái vòng các bạn. Mình có thể đi vòng 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 qua những cái tấm sàn của mình rất là tiện luôn. Ở đây thì có thêm được đúng là 10 tấm là đủ rồi. Và mình sẽ chế tạo thêm một tấm sàn nữa là cần có thêm 12 tấm nữa. Đủ không? Ôi thiếu gì á.
thiếu à phần xi măng á. Ok xi măng này đây, trong này các bạn bấm đại 100 cái luôn đi đó, cứ 50 50 50 mà làm tới thôi đó. Theo như tính toán của mình thì nó xây theo một cái vòng tròn thì nó sẽ quay trở lại qua phía bên đây, nó sẽ bắt đầu liên kết đó, đúng ý của mình rồi đó. Nó sẽ liên kết từ chỗ này mình cũng sẽ đập đi cái lan can ở phía bên này luôn, là nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn qua phía bên này. Ok Zombie Red này, còn Phantom Red là đây, Phantom Red là con mới nè. Cái này thì cái xài này còn thiếu những cái lan can xung quanh đó. Có này xây đầu kém quá không? Lui thì chậm mà xây đầu thì kém quá. Rồi cái này đi nhanh thôi. Rồi ơi, xây đầu à. Có chân rớt dữ luôn. Để xây đầu cho dễ dàng hơn ấy, mình sẽ sử dụng cái remote bằng cách là xoay qua hướng phía bên đây. Rồi sau đó thì bấm một Red Phantom một cái. Đó. Đó sẽ xây mặt đúng theo ý của mình, các bạn đỡ mình phải xây 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 xây, xây hoài á. Rồi đem mấy con Red ở phía bên kia qua phía bên này luôn. Như con tiếp theo là con Red Zombie á. Đó. Con Red này đem so sánh với lại con Red Phantom đó bạn, nó nhỏ hơn hẳn luôn nè. Đó nè. Ồ, nhìn nó lệch chưa. Một con mắt thì màu vàng, con thì mắt màu đỏ. Ồ, mắt của nó còn chớp 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 nữa các bạn. Nhìn theo mình kìa. Và bên đây thì con Red Ram. Con Red Ram để nấu nướng thịt. Cái này là để sấy thịt đó. Con này thì cũng xây cái mặt nó ngang ngang qua phía bên đây nè. Rồi bấm Red. Kinh nghiệm sử dụng cái remote của mình. Đó, nó sẽ tự sắp xếp vô ngay hàng thẳng lối rồi các bạn. Rồi tiếp theo là con Red phóng điện. Cũng xây xây cái mặt qua phía bên đây luôn. Xem vô Red một phát, kéo em nó qua phía bên này. Con này nè. Đó, ngay ngắn rồi các bạn, ok đó. Mấy con Red thì để phía bên đây, còn Spinner thì chắc là để hướng phía bên kia đi ha. Xíu cho mình 4 tấm nữa thôi là nó sẽ tạo thành vòng tròn. Và chỗ này thì mình cũng sẽ đập ra luôn. Phải đập ra luôn. Hồi nãy mình thấy con Nestworm ở phía bên kia đó bạn, là con đực, còn con nhà mình là con nha. Con đực hay con cái đây? Ở con cái luôn các bạn. Ồ, bữa nào mình quay trở lại đảo chết các bạn. Hòn đảo chết phía bên kia để mình bắt con Nestworm về, không biết con Nestworm có sinh sản được không? Để lại hỏi xem coi. Nó có menu tiến hóa trong này không? À nó có menu sinh sản không? Có menu sinh sản đó các bạn. Và coi trong cái cuốn bí kíp của nó thì có thể xem được, xem theo kiểu KO mà nó ăn cái Golden Keeper nè. À, cái này là sinh sản đúng không? Nó ghi là không được các bạn. Nó ghi là không được. Để mình coi con Gigan nữa nè. Gigan này trong này có nè. À, con này thì có thể sinh sản được các bạn. Vậy là con Deadworm nó không sinh sản được rồi ăn. Nhưng con Sabino thì chắc là được á, thấy nó đẻ trứng như cái máy mà. Con này lại không có trong cái phần để nghiên cứu ha, không có trong sách bí kíp rồi. Con này thì có nè. Con này có thể sinh sản được nè các bạn. Vậy còn Deadworm không có đẻ được ha. Deadworm mà đẻ được thì hay lắm luôn á, mà nó không đẻ được. Một cái sàn phía bên kia thì sắp sửa cũng xong rồi. Cho mấy con Sabino phía bên bển luôn. Đây được bóng cái các bạn. Hình như con Sabino núi lửa có cảm giác nó bự hơn á. Con này nhỏ nhất nè. Con Ebit thì nó hơi to to hơn một chút. Và cái con bên kia thì kéo vào phía bên đây luôn, để cho nó lụm trứng các bạn. Đó, để phía bên đây luôn á. Em nó nặng lắm, không đi nổi đâu. Đóng trứng một cái thì 300 quay các bạn. Em nó có 1.000 quay thôi mà nó tải một đống như là cũng hay ghê chứ. Sau một hồi sắp xếp mấy con đệ tử của mình đó các bạn, thì mình để mấy con T-Rex nè chung với lại con Kano luôn. Còn con Sabino thì để nó ở phía tuốt ở phía bên kia thôi, có con lụm trứng cho nó luôn. Bên đây á, thì mình thấy á, là cái con T-Rex có lông đó các bạn là cái con bự nhất ha. Sau đó đến cái con Phantom, rồi đến mấy cái con zombie với lại mấy con phóng điện rồi nè, thì nó ngang ngửa với nhau thôi. Còn con Kano này thì nhỏ nhất rồi. Vậy là trong tập ngày hôm nay đó bạn, thì mình đã tiến hóa thành công được cho con T-Rex lên thành cái con Phantom. Sức mạnh của nó thì cũng chỉ thua mấy con siêu quá thôi các bạn, cũng thuộc dạng là hủy diệt dữ lắm luôn á. Và có thêm em Kano nữa, và mình còn thấy có cả con Ebit Gigan nữa các bạn. Nhưng mà tiếc cái là chưa có bắt được em nó ha. Chắc là những tập sau nếu các bạn, nếu mà thấy được nó thì mình sẽ bắt nó đem về để tiến hóa luôn, để phía bên cái sàn ở phía bên đây đó bạn. Đó, để chung với con Nestworm ha, chung với lại con Gigan Galaxy phía bên đây nè. Còn phía bên kia thì chuyên về những con Spinner thôi. Và video của mình trong tập ngày hôm nay các bạn, bây giờ thì cũng khá là dài rồi, cho nên là mình cũng sẽ phải tạm dừng tại đây thôi. Nếu các bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm thêm những video tiếp theo cho bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì
Bye bye.